Để triển khai có hiệu quả tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã có văn bản chỉ đạo Sở Giáo dục Đào tạo và Công an tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Công an tỉnh đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, tăng cường hướng dẫn học sinh chấp hành các quy tắc giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện để đảm bảo an toàn giao thông, tổ chức tuyên truyền, vận động các gia đình tích cực nhắc nhở, vận động con em trong độ tuổi thanh thiếu niên, nhất là học sinh, không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, khi chưa có giấy phép lái xe theo quy định. Cùng với đó, tăng cường phối hợp giữa lực lượng chức năng, nhà trường, gia đình trong việc quản lý và giáo dục học sinh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.